Xin kính chào quý khán thính giả Tin Vui Media. Chương trình Thánh Ca Đời và Đạo số 2 xin hân hạnh đến với quý vị khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta đặc biệt nhớ đến một quãng đời linh mục, đó là linh mục Nguyễn Hùng Cường. Ngài đã được 25 năm thụ phong linh mục trong sứ vụ là một mục tử của Ngài. Ngài thuộc dòng truyền giáo và sứ vụ của Ngài là sang Đài Loan để giúp cho những công nhân Việt Nam, những cô dâu Việt Nam. Việc đạo thì Ngài làm mục vụ của một vị linh mục tại xứ đạo. Việc đời thì Ngài cùng với cha Hùng để giúp những thủ tục hành chánh cho những người dân Việt Nam, những công dân Việt Nam khi sang đây về những thủ tục hành chánh và tranh đấu quyền lợi cho các công nhân này để khỏi bị ức hiếp, khỏi bị ngược đãi. Và sau đây là đôi dòng tâm sự của Ngài sau 25 năm linh mục mà Tin Vui Media có cơ hội truyền đến và gửi đến quý vị đôi dòng tâm sự này. Trước hết, tôi xin được gửi lời chào thân ái và bình an đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Đời và Đạo do Tin Vui Media thực hiện. Tôi là Linh Mục Phêrô Nguyễn Hùng Cường thuộc dòng truyền giáo Merino. Trước đây tôi làm việc bên Đài Loan và hiện tại tôi đang làm việc trong văn phòng ơn gọi của nhà dòng Merino tại New York. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm nay kỷ niệm 25 năm Linh Mục, Tin Vui Media đã ưu ái thực hiện chương trình Thánh Ca đặc biệt này để giúp tôi tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài đổ xuống trên tôi trong suốt 25 năm qua. Nhìn lại con đường đã đi qua, tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm được sự quan phòng kỳ diệu của Ngài trên cuộc đời của tôi. Ngài đã yêu thương, dìu dắt, hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ, thêm sức mạnh để tôi vượt qua được biết bao, để tôi vượt qua được biết bao gian khó của cuộc đời. Chương trình Thánh Ca này gồm 8 bài Thánh Ca được trích ra từ những bài Thánh Ca mà tôi đã viết trên 40 năm nay. Ước gì những bài Thánh Ca này như lời tạ ơn chân thành sâu thẳm nhất của tôi dâng lên Thiên Chúa nhân kỷ niệm 25 năm linh mục. Xin quý ông bà và anh chị em cũng cùng tôi tri ân Thiên Chúa về những hồng ân Ngài đổ xuống trên tôi. Xin được cảm ơn Tin Vui Media đã thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn ban nhạc Tin Vui. Xin cảm ơn các ca sĩ Lệ Uyên, Quỳnh Thúy, Hải Sơn và Huy Tấn đã đóng góp tiếng hát trong chương trình này. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho mỗi người. Ước gì những bài thánh ca này khơi dậy nơi quý ông bà và anh chị em nhớ về những ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời của quý ông bà và anh chị em. Ước gì mỗi cuộc đời của chúng ta luôn luôn là ánh sáng cho trần gian, là muối mặn cho đời. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Tin Vui Media và những người tham gia thực hiện chương trình Thánh Ca đặc biệt này. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị khán thính giả, vừa rồi là đôi dòng tâm sự của cha Hùng Cường. Tuổi đời
tuổi linh mục phục vụ đã làm cho mái tóc của Ngài chưa bạc. Sức phục vụ của Ngài vẫn còn vươn cao và mong muốn được giúp ích cho nhiều người, tuy thân mang những bệnh tật trầm kha. Nhưng không giấu được sức sống, nụ cười và lòng hăng say phục vụ của Ngài, tuy rằng đã trở lại Mỹ Quốc. Cùng cộng tác trong chương trình ngày hôm nay, Đạo và Đời số 2, chúng tôi được hân hạnh cùng các anh trong ban nhạc cùng cộng tác với Tin Vui Media để thực hiện chương trình này. Đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến anh Tuấn Joe, người sẽ phụ trách guitar lead. Người phụ trách guitar về keyboard đó, thì hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp ba anh. Đầu tiên là anh Minh Nguyễn, sau đó là tới anh Nguyễn Thành Nam. Được biết, anh đã là người cộng tác và giúp cho Tin Vui Media trong phần hòa âm. Và nhân dịp qua Hoa Kỳ chơi, anh biết được chương trình này và đã đến cùng tham gia và cộng tác. Cảm ơn anh. Và sau đó là anh Trường Lê, ba người keyboard đã giúp cho phần hòa nhạc ngày hôm nay. Kế đến, người phụ trách guitar bass đó là anh Hải Đinh. Và sau cùng, tiếng trống rộn ràng ngày hôm nay là của anh Phi Phụng. Xin quý vị ở nhà nhé, cũng vỗ tay cho ban nhạc ngày hôm nay và chân thành cảm ơn các anh đã cộng tác với Tin Vui Media. Kính thưa quý vị khán giả, tiếng hát đầu tiên được gửi đến quý vị trong chương trình Đời Đạo số 2 hôm nay đó là tiếng hát của Lệ Uyên. Tiếng hát với bài hát Chúa sánh bước với con. Đây là một niềm tín thác và một niềm hân hoan khi trong đời linh mục có Chúa sánh cùng. Chúng ta có lẽ cái cảm nhận này không rõ ràng bằng một vị linh mục đã trọn đời hiến thân cho Chúa và phục vụ Chúa cũng như mang tin vui của Ngài đến muôn người. Chúa sánh bước với con, cho hành trình đời người thôi đơn côi. Chúa đã sánh bước với con ngày hôm qua, ngày hôm nay và tương lai. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chúa sánh bước với con, một trong những sáng tác của linh mục Nguyễn Hùng Cường qua tiếng hát Lệ Uyên. Chúa sánh bước với con đi trên đường đời đầy chông gai. Chúa sánh bước với con qua bao nhọc nhằn, bao gian khó. Chúa sánh bước với con cho con nụ cười ngời trên môi. Chúa sánh bước với con cho hành trình đời người hồi đơn thank you.
trọn đời thương yêu con. Chúa đã say bước với con ngày hôm qua và hôm nay, và mãi mãi Chúa say bước với con vào tương lai. Chúa say bước với con khi con thất bại đời Chúa. Đời người tình cao Kính thưa quý vị khán thính giả, nếu xét đời người là trăm năm, thì nó vẫn là một cái gì đó phù vân và thoáng mây bay. Nhạc phẩm Đời người thoáng mây bay, một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Hùng Cường trong 40 năm sáng tác của Ngài, được Hải Sơn ngày hôm nay sẽ thể hiện cho chúng ta. Bởi vì lắng lo ưu phiền toan tính rồi cũng thế, mải mê kiếm tìm chốn nào hạnh phúc vô biên. Này nụ cười chưa vui đã vội tắt, để lệ sầu hen lên màu mắt. Đời người dài được bao lâu, có êm như nước trôi qua cầu. Thân phận con người mỏng giòn yếu đuối, như là một kiếp phù vân. Đời người thoáng mây bay do tiếng hát của Hải Sơn. Trong đời không có lần xa ngã, Chúa thương con nhiều, Chúa hằng chờ che đỡ nơi. Đời một người gian nan ngàn nỗi, mà lòng người ai đâu dò tới. Con xin trung thành trọn đời yêu Chúa mà thôi. Trôi qua cầu.
trong đời mà vững bền thiên thu. Tiếng ca tiếng cười yên tiệc rồi cũng qua nhanh, để chiều về cô đơn lạnh giá, hồn lạc loài loài hoài tìm kiếm như con da trắng nhọc nhằn xe cát biển đâu. Thưa quý vị khán thính giả, bao năm mỏi mòn mộng ước trôi nhanh, thân con phận bèo gửi chốn rong rêu. Có lúc tưởng rằng hạnh phúc trên tay, nhưng sao lại bẽ bàng lệ ứa hoen mi. Ngài ở đâu? Ngài ở nơi đâu? Sao để con chới với cơn đau một đời người? Sáng tác của Linh Mục Nguyễn Hùng Cường mang tên Ngài ở nơi đâu, với phần trình bày của Quỳnh Thúy. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
sống với phận người chia sớt gian nan. Chúa muốn mọi người yêu mến nhau thôi, cho nhau nụ cười người sáng trên môi, cho nhau tình người đẹp mãi không vơi. Ngài ở trong tôi, Ngài ngự trong tim. Thưa quý vị khán thính giả, trong cuộc sống của chúng ta, thăng trầm, nổi trôi, đau buồn, vui sướng và hạnh phúc, chúng ta vẫn còn cần tìm đến Chúa. Tâm tình con cần đến Chúa, đây là một sáng tác của một vị linh mục, nhưng dầu sao nó cũng nói lên nỗi lòng của những người con dân Chúa. Khi lòng còn khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và còn cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như bé thơ trông chờ mẹ. Con cần đến Chúa như tim con cần trái tim hồng. Nhạc phẩm Con cần đến Chúa do linh mục Nguyễn Hùng Cường sáng tác. Mời quý vị thưởng thức với phần trình bày của nam ca sĩ Huy Tuấn. Khi nắng mai còn lên là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi đời con cay đắng và lệ con còn hoen đôi mắt, thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tình đời thay trăng và đôi đen làm con chơi với, thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con đời là lòng con còn ca tụng Chúa. Khi tim con đập thì tình yêu Chúa vẫn không sợ. Khi lòng con khao khát và niềm tin dùng con bước tới, thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đã
đất luôn vâng xoay. Hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng. Đây niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ. Thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây mời quý vị đến với giọng hát của nữ ca sĩ Lệ Uyên. Muốn trình bày với quý vị nhạc phẩm Sớt Chia Phận Người, cũng là nằm trong chuỗi sáng tác của linh mục Nguyễn Hùng Cường. Bởi vì Chúa yêu nhân loại, Chúa sẻ chia, nhất là khi Ngài đến Đài Loan để chia sẻ những thân phận công nhân của nước Việt Nam sang đi làm lao động, hoặc là những thân phận của những cô dâu tại Đài Loan. Bởi vì Chúa đã đến với thế nhân cuộc đời, Chúa đã sống với thân phận loài người. Những khốn khó đớn đau cuộc đời này, Chúa gánh vác với con từng phút từng giây. Sau đây Lệ Uyên sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Sớt Chia Phận Người.
Chúa đã đến với thế nhân cuộc đời, Chúa đã sống với thân phận loài người. Những con khó đớn đau cuộc đời này, Chúa gánh vác với con từng phút giây. Chúa đã đến với thế nhân cuộc đời, Chúa đã sống với thân phận loài người. Những con khó Nhạc phẩm kế tiếp mang tên Chúa và Con. Linh mục Nguyễn Hồng Cường lúc này hình như đã cảm nhận Chúa chính là người bạn đường và là người những sẻ chia trong quãng đời của Ngài, quãng đời làm linh mục, quãng đời làm tu sĩ và quãng đời làm con người trên trần thế. Bởi vì đắng cay đời con chiều lặng buông cô đơn bước về, này bàn tay luôn nâng niu vỗ về, gió mưa chẳng nề. Chúa là hy vọng cho đời con luôn thắp sáng. Chúa là tình yêu cho tim thắm ngát ân tình. Hải Sơn, qua tiếng hát của mình, sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Chúa và Con. Gió mưa chẳng đêm.
trọn đời con. Nguyện từ nay chung kiên theo bước Ngài, dù trần gian hương hoa thơm ngát mời, quyết yêu Ngài thôi. Chúa ơi dù thương bao bọc con, cho con luôn thấy Ngài, để đời con gian nan năm tháng dài bước đi miệt mài. Chúa là hy vọng cho đời con luôn thắp sáng, Chúa là tình yêu cho tim thắm ngát hân tình, Chúa là sáng nghiệp cả đời con luôn mơ ước, Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn khát khao, Chúa là hy vọng cho đời con luôn thắp sáng, Chúa là tình yêu cho tim thắm ngát ân tình. Trọn đời con luôn mơ ước, Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn khát khao, Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn khát khao. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây có lẽ là một cảm nhận có mang tính của một vị mục tử, một vị linh mục, một vị tu sĩ, một vị nữ tu hơn là con người chúng ta. Nhưng dầu sao, Chúa vẫn mời gọi chúng ta sẵn sàng đáp theo tiếng Chúa. Nhạc phẩm được mang tên Lạy Chúa Con Đây. Nghe như là một buổi truyền chức, một buổi khấn trọn đời của một vị tu sĩ, hay là tiếng thưa của Samuel khi đêm khuya Chúa gọi, Lạy Chúa Con Đây. Một sáng tác của linh mục Hồng Cường. Bởi vì Chúa đã thương chọn con từ khi con chưa vào đời. Chúa đã thương chọn con dù con phận hèn yếu đuối. Như núi cao sông dài, tình Ngài hằng ấp ủ con. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lạy Chúa Con Đây, một sáng tác của linh mục Nguyễn Hùng Cường qua tiếng hát của nam ca sĩ Huy Tuấn. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời, Lạy Chúa Con Đây. Chúa đã thương chọn con từ khi con chưa vào đời, Chúa đã thương chọn con dù con phận hèn yếu đuối. Như núi cao sông dài, tình Ngài hằng ấp ủ con. Chúa vẫn yêu con đời đời, tình Ngài bền vững ngàn thu. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời, Lạy Chúa Con Đây. Có những đêm ngày ơi, lòng con băng khoăn muộn phiền, mai biết đi về đâu,
trần gian tình yêu chạm hướng. Xin dắt đưa con vào đường tình yêu Chúa mà thôi, không lắng lo không buồn sâu dù đời còn lắm sầu vương. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời lạy Chúa con đây. Biết lấy chi Ngài ơi, đền ơn cao sang ngàn trùng. Biết lấy chi Ngài ơi, tạ ơn tình yêu cho xứng. Xin hiến dâng trọn đời, tuổi hồng ướp những mộng mơ, nên chứng nhân cho tình Ngài dạng người ngày lễ tình yêu. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời lạy Chúa con đây. Con bước đi Ngài ơi, trần gian bao nhiêu lụy phiền, vương vấn trong lời kinh là đây ngàn vạn mơ ước. Tay Chúa đưa con về, nhiều lần bạc nghĩa cùng cha, hoa hướng dương trong cuộc đời là đường Ngài dắt dìu con. Tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời lạy Chúa con đây. Tay Chúa dắt dìu con vượt bao gian nan cuộc đời, tay Chúa vẫn chờ che thuyền con vượt ngàn sóng gió. Tay Chúa đưa con về, thiên tình cặp bên bình an, môi sẽ say sưa rượu đào, ngọt ngào tình Chúa gửi trao. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời lạy Chúa con đây. Dẫu khó nguy ngày mai, đường trông gai con sợ gì, dẫu nắng mưa tàn phai, tình cha dìu con bước tới. Xin Chúa thương phận người, một đời còn mãi ruồi rong, tim khát khao mong một ngày hồn được cảm mến tình cha. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời lạy Chúa con đây. Mai biết đi về đâu, đường tương lai còn dài, trong trái tim nồng say tình yêu hồn con vương vấn. Xin Chúa nên ban đường là nguồn hạnh phúc của con, tim sẽ không vuông vui chân
trọn đời đẹp nghĩa cùng cha. Tin sẽ không vương bụi chân, trọn đời đẹp nghĩa cùng cha. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình số 2 Đời và Đạo đến đây xin được kết thúc với nhạc phẩm Ở Lại Với Con. Lần này chúng ta trở lại với tiếng hát của Quỳnh Thúy. Biết Chúa, yêu Chúa, mến Chúa, tôn thờ Chúa thì xin ngợi ở lại, bởi vì không có gì bằng tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta. Chính Ngôi Hai đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta, đưa thân phận mỏng giòn, yếu đuối, tội lỗi của chúng ta trở lại với Ngài và cùng hưởng với Ngài trên nước thiên đàng. Ở lại với con, bởi vì ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con, làm thân lữ khách trốn khuê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, ở lại với con, Chúa ơi. Chúa, ngày sau khắc con kêu danh Ngài.
gần nửa gánh nơi chốn quê người, buồn thương như che nắng kiêu cường. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Và kính thưa quý vị khán giả, mọi liên lạc xin quý vị liên lạc với anh Tuấn Châu, chính là con chim đầu đàn của nhóm nhạc ngày hôm nay. Và như vậy thì thuận tiện hơn với số phone và số điện thoại, địa chỉ email mà chúng tôi gửi đến quý khán giả dưới màn ảnh. Xin quý vị góp một bàn tay nhé.